Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Làm thanh niên la hét, cởi trần, mặc quần dài tắm dưới dòng sông Kim Ngưu nước đen ngòm. Chiều ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ đã cởi trần, mặc quần dài tắm dưới sông, dòng sông Kim Ngưu nước đen ngòm thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chiều ngày 17 tháng 5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip và ghi hình ảnh một nam thanh niên cởi áo tắm dưới dòng sông nước đen của sông Kim Ngưu đoạn qua địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo nội dung của đoạn clip, nam thanh niên cởi trần, mặc quần dài, hò hét trong quá trình tắm dưới dòng sông Kim Ngưu đen ngòm. Nhiều người dân quanh khu vực đã tụ tập theo dõi về vụ việc và vận động nam thanh niên lên bờ nhưng không có kết quả. Nhận thấy đây là điều rất bất thường, nhiều người dân đã hỗ trợ đưa nam thanh niên này lên bờ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên và khống chế nam thanh niên có biểu hiện lạ lên khỏi lòng sông. Danh tính người này được xác định là quê quán thuộc Ninh Bình. Đến tối cùng ngày 17 tháng 5, nam thanh niên trên đã tỉnh táo và bình thường trở lại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.